nó lắp đây thấy công việc không ổn, nó chạy từ đây hết tháng không biết là nhảy được nhiêu số. Nó đang bị âm cái đó, em đây mình có bị dội nó nghe cái cốt không phải vậy, nó để không phải cái ống nổi đâu đó, nó lại nhảy lên giống như khi nào nó thoát nó nhảy khi nó cột đi được á. Nhưng mà bây giờ theo dõi thời gian đủ đủ dài để chứng minh là nó nó đang nhảy đó. Quay lại nè thì thấy là có hoạt động đó. Nó cứ thoát được tí nào thì nó sẽ nhảy. Do cái thời gian mà nó đọc được nó ngắn quá nên là cái lưu lượng tổng nó lên thấp lắm. Tại vì nó lên được có 7 mấy khối trong vòng giây vậy. Lên 7 khối trong vòng phút nó lên khác liền. Nó lại tiếp tục nhảy. Đó. Khi nó thoát được nó lại nhảy tiếp, nó đỡ hôm qua. Hôm qua là cảm giác là nó không mình đứng 15 phút cũng thấy nhảy, nãy giờ chừng một chút xíu nó lại thấy nhảy. Bây giờ cứ chạy thử cả tháng xem nó được khoảng bao nhiêu khối biết chừng. Giống như cái này phải theo dõi dài á, như kiểu nào lúc bơm được lúc bớt lúc bơm không. Giờ cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ mình khắc phục nốt cái ron này, cái này cho xong đi ha. Mình ngồi mình canh tí cho nó xong, cho nó kín nước. Với lại cái này đường này nó bị mình cái phút dưới ta thấy cái không dám xích mạnh, nó vẫn còn cái này bây giờ mình phải nới ra, nới ra cho cái ron nó bị tuột xuống dưới. Cái này chỉ vận hành buổi sáng rồi được, chứ chiều giờ này chạm 2 nó ngừng bơm. Nếu mà nước chạm 2 nhiều á, bơm sợ không có, bơm nó không rút đi được á. Cái này nó mới được cái vận hành buổi sáng. Mà phải nó để ô tô. Đó nó lên rồi. Đỡ hôm qua. Có hiện số đó. Xong rồi nó giống như nó thấy thay đổi nhanh rồi, cái tổng thay đổi đó. Rồi âm ta. Âm là giống như nó có phản lực lại, nó tạm thời nước nó bị dội lại. Mấy khối giờ nữa hôm qua đó. Tức là nó không đều. Quay lại để chứng minh một hồi. Bây giờ là đứng mới có quay được có khoảng 4 phút là thấy nó cũng vẫn dao động. Hôm qua đứng 15 phút không dao động. Nghĩa là phương án này lắp nó lên hơn đó. Bắt đầu nó đang lên đều nữa. Thấy có vẻ ok hơn đó ha. Kiểu điều là nó không phải lúc nào nó cũng hiện số. Đó. Thời gian nó lên đều không nè. Cái này thời gian nó lên đều hơn nè. Chạy mà nó ổn định, nó thoát đều á, nó sẽ lên đều. Con bơm mà nó mạnh thiệt mạnh á. Nó ép nước đi ra thì luôn á. Quay lại 5 phút thôi. Đó, bắt đầu thấy lên cái tần suất nó lên đều nè. Mấy khối một giờ thì cũng được đi. Nó bây giờ giống như là nó đang không thoát được nè. Nó bị trợ lực lại. Khi nào nó bắt đầu nó thoát được. Cái này bơm này chạy một thời gian sợ là nó cũng sẽ giống như nó bị phản lực nhiều quá. Nó cũng tuổi thọ nó cũng bền. Đó nó lại lên. Hơn hôm qua đó.
nó lên nhanh, tần suất hơn nhanh hôm qua, vậy là ổn rồi. Cái phương án này đi ha, bây giờ mình xử lại cái đó cho xong đi.